chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đến một cái mô hình VAC vườn ao chuồng của anh Hoàng Văn Hiệp, khu Đồng Cạn, thị trấn Yên Lập. Với mô hình VAC của anh rất là tuyệt vời. Đã nhiều năm tôi đã được chiêm nghiệm và trải nghiệm cái mô hình của anh Hoàng Văn Hiệp rất là thành công. Một người nông dân trong thời kỳ 4.0, anh biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào để chăn nuôi, trồng trọt, tăng gia sản xuất, cho những cái lợi thành quả rất là tuyệt vời. Anh đã làm được nhà cửa và con nuôi dạy con cái học hành phát triển. Tổng diện tích khoảng 2 mẫu. Đây là vừa là ao, vườn, chăn nuôi. Ok, xin mời các bạn vào trong. Và bây giờ chúng ta cùng vào thăm gia cư của anh Hoàng Văn Hiệp. Tất cả là đều từ vườn cây và ao cá chăn nuôi. Một người nông dân trong cái thời đại mới biết áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng gia sản xuất, mang lại một hiệu quả kinh tế cao. Thành quả của anh là xây được một ngôi nhà vườn rất đẹp và toàn bộ trang thiết bị trong gia đình đều từ vườn, ao, chăn nuôi. Và ngoài ra thì anh còn có hai cô con gái đã đang ăn học đại học, giờ đã đi làm công việc ổn định. Phải nói là một cái mô hình rất là thành công. Bây giờ là chúng ta đang đi vào thăm trang trại bưởi của vợ chồng anh Hiệp Thưởng ở khu Đồng Cạn, thị trấn Yên Lập. Anh mô hình vườn trồng bưởi và nuôi gà. Diện tích trong cái vườn này độ khoảng 100 gốc bưởi. Bưởi của anh trồng thì cực khoảng 18 đến 20 năm. Năm nào cũng cho thu hoạch. Bưởi diễn. Bưởi. Cái vườn bưởi này của anh này là có tiếng ở huyện Yên Lập từ lâu rồi. Đám cưới rồi hội nghị và đi các cái hội chợ bưởi trong các cái khu vực. Trước mắt là bây giờ chúng ta lướt qua những cái gốc bưởi. Rồi tí nữa là sẽ xem chương trình nuôi gà của anh ở dưới vườn bưởi. Hình ảnh mà các bạn đang xem này là anh Hiệp anh đang chở thức ăn cho gà. Đông như quân nguyên. Thank you.
Xin chào anh. Chào anh bạn. Lâu lắm rồi thì mới được lên thăm thăm anh. Dạo này lên thấy là rất là thay đổi. Làm được một ngôi nhà rất là khang trang và khuôn viên rất đẹp. Thế xin hỏi anh là anh hãy cho biết là với ý tưởng ở đâu mà anh lại trồng cây bưởi diễn tại cái đất Đồng Cạn Yên Lập này? Nói thật với anh bạn này, ngày xưa là cái vườn là tôi là cái đất này là bố mẹ tôi chia cho. Nhà tôi là bố mẹ tôi sinh ra anh chị em đông lắm, 9 anh chị em cơ. Đấy, có Trung Sơn, Hà Nội, Liên Hiệp, Đồng Thanh Lan là tổng là 9 anh chị em mà 4 trai và 5 gái. Tôi nếu mà nói về trai là tôi là thứ hai. Đấy, cái là ý tưởng là cái dòng cái bưởi trên cái đất mà bố mẹ chia cho, của bố mẹ cho này là trước là tôi đã canh tác chè rồi là vải, nhưng mà cây vải mà cây chè là nó không đem đến cái kinh tế cho người nông dân, quá vất vả, giá thành nó thấp. Mình lại xem ở trên đấy, người thấy người dưới ở dưới Đan Phượng, Hà Tây, người ta bảo là người ta thu một cây bưởi 15 mới 20 triệu, có cây đến 25 triệu. Mới kiểm tra ra là ra cây bưởi của người ta là người ta bán 50.000 một quả, và những có cái cây nó sai đến 500 quả một cây. Thì đúng là người ta nói thật. Thế là mình mới đặt giống. Thế là xuống tận Đan Phượng, Hà Tây để lấy hai loại. Đây. Tôi nói với anh là đây là cây bưởi diễn này. Đấy. Rồi rồi. Bưởi diễn hai loại. Còn cây này là cây, những cái cây này là cây đã bán quả, những cái cây đây là có những năm sai 4 đến 500 quả. Thì mình mới thấy là người ta nói đúng về cái cây, những cái cây gần đây là đã tới 500 quả cây này 400. Đấy, nhưng cây này vừa hôm nọ bán rồi. Bán có mấy cây này thì rất nhiều. Đấy, cái này gọi là, rồi thì gọi là Tam Vân hay là Tam Hồng hay Tam Xuân, thì về dưới là nó có ba cái xã. Nó liền nhau mà ba cái xã đấy là người ta trồng bưởi. Đấy. Thì là người ta lấy cái tên đấy, thì cái loại này thì ăn quả to hơn mà là ăn ngay mà nó không he như cái thằng mà sức đề kháng của nó lên rất đấy. Ồ, quả đây, rất quả đẹp. Này rất nhiều. Đấy. Quả rất trông đẹp. Như thế này thì ông nâng cái quả bưởi lên, ông nâng quả bưởi lên. Đấy. Đấy, nâng luôn cái quả đấy. Đấy, bê luôn cái quả đấy mà nói chuyện với tôi luôn. Đây, anh thấy trong này, nếu rồi. Anh quay máy vào trong này thì mới biết là rồi. Giống bưởi nó thế, nó giấu quả thế này. Như cây này là 200 quả. Wow. Cây này trồng bao nhiêu lâu rồi? Cây này tính ra là lúc ấy mình trồng bây giờ được 5 năm tuổi. Một mình nó mình cũng khuyên mọi người mà trồng bưởi sau có quỹ đất ấy, nên trồng khoảng cách là ít nhất là từ 5 mét. Thế là mình trồng trước thì cũng có kinh nghiệm là 4 cây hàng cách hàng là 4 mét, nhưng bây giờ nó đang bị ấy mà mình tỉa nhiều thì nó mới được này. Đây, anh thấy cái cây này một mình của nó 5 năm tuổi. Tức là nó phải cần không gian để nó đấy. Nếu như cái khoảng này thì sang đến cái chỗ này một điểm nữa thì phải cách nhau là 7 mét thì nó đẹp hơn. Vâng, xin hỏi anh thêm là với cái ý tưởng trồng cái bưởi rồi thì rất thành công rồi, nhưng trước đây là tôi biết anh đã từng là có những cái mô hình chăn nuôi lợn, và sau vừa rồi thì cũng do cái dịch dã thì là anh đã chuyển đổi sang cái mô hình chăn nuôi gà. Thế thì bây giờ là anh đang nuôi bao nhiêu gà giống gì? Đây, lúc đất của tôi bố mẹ cho là trong cái vườn bưởi thôi, trong 2017 tôi làm nhà xong thì anh trai tôi là anh Sơn, anh đấu thầu được cái miếng đất bên kia, anh lại nhượng lại cho tôi chỗ này. Đấy, thế là tôi bây giờ tôi chuyển đổi sang là tôi không nuôi lợn mà tôi nuôi gà đây, trang trại của tôi dưới này. Mời anh xuống tham quan. Nói luôn anh là đây, tên là Hiệp, họ tên đầy đủ là Hoàng Văn Hiệp, bây giờ đang cư trú tại Đồng Cạn 8, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Vâng, thế vừa được xem cái cảnh thì thực sự là bây giờ là cũng là chỉ có một vợ hai con ấy, chưa có gì đâu. Nhưng mà hỏi thêm một chút thêm vừa thì rồi là đã được nó giả cho mình nhưng nó không nghe. Vừa rồi đã được vào quay cái mô hình gà của anh rồi, thế mới anh cho biết là
cái giống gà gì và anh đang nuôi bao nhiêu con gà? À, gà thì mình đang nuôi mấy cái dự án của Đại học Nông Lâm Bắc Giang. Thì người ta cái dự án đấy là mình đang nuôi 1.300 con. À, 1.300 con. Bây giờ giống gà là giống gà Di Lương Sơn Hòa Bình. À dạ. Theo tôi là cái giống gà này tốt đấy. Nhưng mà tôi thấy là cũng phải, vừa rồi tôi xuống vườn bưởi và tôi thấy là gà anh đang cho gà ăn, tôi nhìn tôi cũng ước tính là mỗi con nó khoảng hơn cân rồi, đúng không ạ? Ở đây mới nuôi được 2 tháng, con to chắc nó rơi vào khoảng độ cân 6, cân 7. À, thế à, rồi rất tuyệt vời. Hình như là gà nhà anh là còn sau khi ăn cám xong là còn đi bộ xong rồi tráng miệng mừng bưởi thì phải. Cái là cái đúng. À, xin cảm ơn anh.